Trước màn hình anh chị đang xem, đây là con đường lộ nhựa nha anh chị. Và một cái cảnh view sông luôn. Em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Cẩm Sơn của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường lộ nhựa này nè, để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 1.200 m². Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng về đường huyện lộ 60. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới huyện lộ 60 tầm khoảng 1 km nha. Còn hướng ngược lại là anh chị về đường huyện lộ 54. Khoảng cách từ ngay vị trí em đứng đây mà về tới huyện lộ 54 tầm khoảng 500 m. Và về tới đó anh chị rẽ mé bên phải á, thì anh chị về ngay chỗ ủy ban dân xã Cẩm Sơn. Tính ngay từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới xã Cẩm Sơn, ngay đó có chợ, có trường học, có đầy đủ những tiện ích, thì khoảng 1,5 km là tới à. Nó còn anh chị rẽ mé bên trái á, thì anh chị sẽ ra ngoài tỉnh lộ 864. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới tỉnh lộ 864 thì tầm khoảng 5 km nha. Và cũng từ đây mà về tới quốc lộ 1A thì cũng khoảng 4 km. Ở đây thì đã có điện, nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn, cho nên anh chị an tâm cái phần đó nha. Đường mình thì đường lộ nhựa, xe ô tô tải mình vào tới được luôn đó. Và phía trước của mình thì có cái cảnh view kinh nhỏ luôn. Còn em giới thiệu đất cho anh chị hôm nay là tính từ ngay mí đó ha, đi ngang qua là 17,5 m. Và mình có chiều sâu cạnh bên đây là 67,5 m. Nó còn cạnh phía bên kia, tính mặt tiền nhìn vô thì cạnh phía bên trái nha, là đi sâu vào là 69,5 m. Tổng diện tích là 1.200 m². Hiện trạng đất mình đất trồng cây lâu năm chứ chưa có thổ cư nha anh chị. Đó, anh chị thấy một cây dừa nghiêng ngả bên phía sông luôn. Và cũng cái phía này là hướng mặt tiền của đất mình luôn. Mặt tiền đất mình thì xây về hướng bắc, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi là khoảng 46 phút, khoảng cách là 33 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, xem lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đất này thì thời gian đi tầm khoảng 45 phút, khoảng cách là 32 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem lấy điểm là bến xe miền Tây. Từ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 31 phút, khoảng cách là 81 km. Đó anh chị nhìn thấy ha, vừa rồi là em lên định vị cái Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Từ ngay cái vị trí đất đường nhựa của mình đó, về tới bến xe miền Tây, rồi thành phố Mỹ Tho, rồi cầu Mỹ Thuận luôn. Còn bây giờ xem sẽ tiến sâu về phía bên dưới và vô trong cái mảnh đất mình cho anh chị mình xem bên trong nha. Đó. Từ đó qua bên đó khoảng 2 m nữa anh chị ạ. Rồi mình có cái đường đi vô, ngay cửa vô của mình luôn. Vừa vô thì mình gặp một cái me, bên hông thì có cây dừa. Ở đây thì chủ cất một cái chòi nhỏ để phân thuốc đồ đó anh chị, để khi làm vườn á. Cái địa chỉ của mình là xã Cẩm Sơn của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và cái thửa đất mình bán là ngang 17,5 m. Và mình có một cạnh đi sâu vào là 67,5 m, cạnh còn lại là 69,5 m. Tổng diện tích là 1.200 m². Hiện trạng là đất trồng cây lâu năm nha anh chị. Đường nhựa view kinh giá là 1.500 tỷ cho hết 1.500 m² này luôn, 1.200 m² luôn. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì anh chị có thể liên hệ cho xem theo số điện thoại là 0395454645, xem sẽ dẫn anh chị đến xem đất rồi gặp chủ đất để nói chuyện nha. Chứ coi chủ có bớt lọc không, chứ giá này thì chủ nói là cái giá chốt, chủ không có bớt nữa. Nhưng mà nhiều khi anh chị về có duyên thì có thể chủ bớt cho mình một chút đỉnh nào đó. Còn anh chị nào lần đầu ghé xem kênh nhà đất Minh Xem Tiền Giang, hoặc là anh chị thường xem kênh nhà đất Minh Xem Tiền Giang mà chưa bấm đăng ký anh chị,
thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm đất vườn, nhà vườn tại Tiền Giang quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Có anh chị thấy phù hợp mảnh nào thì anh chị có thể liên hệ cho xem để xem nha. Xem đất được thì anh chị mua. Nhiều khi anh chị không bấm đăng ký á, cái bên YouTube không có đề xuất gì máy mấy anh chị. Nhiều khi em quay những mảnh đất phù hợp với anh chị có thể mua mà anh chị không xem được. Tới khi anh chị xem được thì người khác đã mua rồi. Thì vậy cũng rất là tiếc nha anh chị. Ở trong đất mình hiện trạng là đang trồng sầu riêng. Loại sầu riêng là ghi 6. Nay khoảng chắc cả 7 năm tuổi rồi anh chị ơi. Do chủ đang kêu bán cây thì nó cũng được chứ không được tốt cho mấy nha anh chị. Ở trong đất mình thì có cái hệ thống, chủ đã gắn hệ thống tưới tiêu đồ sẵn rồi. Anh chị về chỉ cần bật motor lên, hệ thống tự động sẽ tưới, anh chị không cần phải kéo ống nha. Đó, đây là xem đi dài ra cái phía sau của cái mảnh đất của mình luôn. Trong đất mình thì sạch đẹp không có màu mỡ, nhưng mà phía bên hông đất mình thì có mấy người mộ nha. Nếu như anh chị nào quan tâm tới cái thửa đất đường nhựa này thì anh chị có thể kết bạn Zalo với Sam theo số điện thoại ở trên màn hình luôn. Rồi Sam sẽ gửi sổ và hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem. Còn anh chị có thấy phù hợp thì anh chị liên hệ với Sam để về xem đất nha. Đó, đây là sầu riêng của mình nè. Đất mình thì rất là cao ráo, sạch đẹp, có trồng sầu riêng, đặc biệt là sầu riêng nha anh chị. Ở đây là khu dân cư cũng đông đúc lắm anh chị ơi, cho nên mảnh này phù hợp cho anh chị về để cất nhà ở. Nó mình đi tới cái ganh đó là hết nha anh chị. Nó mình đi dài qua phía bên ganh bên đây luôn là cũng 17,5 mét luôn. Đó, tới cạnh đó ha. Bây giờ xem xây về hướng mặt tiền của mình để đi cái clip bên phía bên đây cho anh chị mình xem một đổi nữa rồi xem sẽ kết thúc video. Tổng diện tích là 1.200 mét vuông. Hiện tại chủ đang kêu là 1.500 tỷ. Giá này là giá chủ không có bớt nha anh chị. Nhưng mà nếu anh chị nào có duyên về nhanh để xem ảnh này gặp chủ, nhiều khi chủ có bớt lọc cho mình. Chứ chủ nói với bên em là giá này là giá không thương lượng gì nữa hết. Do chủ muốn bán nhanh đó anh chị, kêu sát giá luôn. Đó anh chị thấy ha, chính giữa mình cũng có cái ao. Sau này anh chị về có thể thả cá đồ nuôi. Các nhà ngoài tước phía sau mình làm cái ao bự bự, mình đào coi cho nó bự bự chút nữa cái mình nuôi cá. Rồi mình để là nhà vườn ao cá. Cảnh phía trước thì view kinh. Thì vị trí này ở là rất tuyệt vời luôn, hai bên mình đều có nhà ở đồ hết. Thì khu này ở cũng vui. Đường nhựa, đường thông, sau này anh chị có thể kinh doanh buôn bán gì cũng được. Có những cây phía trước cũng còn tốt lắm nha anh chị. Còn có những cây thì không được tốt cho mấy. Đây thì mình có sầu riêng. Cây này còi nhưng mà cho tái quá thành ra nó còi luôn. Nó còn đây là mít nè. Có sầu riêng thì chỉ có một cái mít trồng sen vô để lấy tái ăn nè anh chị ơi. Chứ không có trồng nhiều nha. Rồi nếu như anh chị nào mà quan tâm tới cái thửa đất này, ngang là 17,5, sâu vào là 67,5, cạnh thì 69,5. Tổng diện tích 1.200 mét vuông. Giá là 1.500.000. Thì anh chị liên hệ cho xem. Còn bây giờ thì xem cũng xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị
video tiếp theo. Cảm ơn anh chị đã xem hết video.